bước vô tới cái vòng này rồi, dạ, thì luôn luôn lúc nào cũng phải nghĩ mình là phải mang chiến thắng về. So với lần trước thì lần này mình đã chuẩn bị 4 tiểu phẩm thi và 4 màu sắc khác nhau. Và các bạn đón xem nha. Ôi, em tên là Quyền Trân, em đến từ Bến Tre. Em thấy tướng anh không? Anh sẽ bảo vệ hết cho em. Cái nội lực của bạn thì bạn có, bắt chụp của bạn nó cũng rất là ok. Tiếc ở cái chỗ là cái kịch bản nó không đậm. Dạ, em muốn tiếp tục ạ. Môn sinh kế tiếp. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đạt Đen. Hôm nay mình đang đến để tham gia vòng gala của chương trình Lò Võ Tiếu Lâm. Môn tên là Đạt Đen. Công việc của em là rapper đúng không? Dạ đúng rồi. Listen to me. Yeah. I want a new modern fashion hair. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Ủa, là mình cắt kiểu gì anh? Ủa, nãy giờ tôi nói anh không hiểu hả? Dạ, nói tiếng nước ngoài sao anh hiểu? Sao lúc tôi mới vô anh sổ một chàng tiếng Anh vậy? Dạ, em biết có một câu, em nói chó nào. Em nói chó nào. Yeah, chắc là đau, chắc là đau. Yeah. Con xin cảm ơn mọi người, sắm cám ơn gia đình mình đã cho con theo đam mê, con được là chính mình. Âm nhạc con sẽ vang khắp, hàng ngày nhà nhà bật loa. Âm nhạc con sẽ theo đam mê, nó sẽ bay thật xa. Bắt đầu. Đón xem tập 25, 21 giờ thứ bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.